Vâng, em chuẩn bị đóng hàng ngày 13 tháng 5 2020, hay là cặp loa L100 Gentle thánh hàng và những con vang cũng như đẩy equalizer vân vân, và những con sansui 8080 và một con 7070 thì chờ bác chuyển tiền thì em đóng luôn, không biết chịu nào bác có chuyển tiền không. 7070 thì em mua qua cách đây 2 ngày thì con nó giá 18.500.000. Sau đây em bác tiến hành đóng hàng cho các bác nha. Mai hàng sẽ về những con âm ly rất là tầm tiền, nó tầm 6.7 á, tầm 8.850.000, rất là có giá tốt cho các bác nha. Mai về giá rất là tốt nha, về được hai con 6.7XR và một con 6.7MR chỉ có giá cực kỳ tốt cho các bác. Và những con đầu CD rất là tầm tiền. Và đây là những dòng dây loa, đây loa bãi đây, em về được 5 bộ nha. Em tính ngày mai là hàng về thêm nên em quay luôn, nhưng mà sẵn tiện quay cho các bác. Bộ này là giá 1.700.000 nha. Dây là dây từ bên Cam về nha, các bác yên tâm. Dây bãi nó hơi cũ, nó cũ theo thời gian nha. Dây là đang xếp theo kiểu Kimber 24 loại, đồng nguyên chất nha, không oxy hóa nha. Đầu là đầu bắp chuối nha các bác, dây xịn nha. Giá là 1.700.000 nha. 2.5 m một vé nha, rất là mềm. Anh em có thể uốn éo rất là tiện lợi nha, rất là hay nha, dây là hay lắm á. Dây bên Cam về thì anh em yên tâm sử dụng, khỏi sợ dây điểu. Còn đây là dòng Monster 12.2 thì nó rẻ hơn nha, tuy nó to chứ nó rẻ hơn, nó có 1.500.000 thôi. Cũng đầu mỏ chim, còn này đầu bắp chuối nha các bác. Đây nó làm từ bển về nha. Vâng, thì đâu đó cũng đã vào thùng shop hết rồi. Thì từ lúc quen giờ thì em đóng tới 7 giờ kiếm mới xong hàng. Mình em làm vừa chốt đơn, vừa đóng hàng cho các bác. Đây là những kiện hàng âm ly và đầu lọc vân vân, và những đây là cặp loa L100 Gentry kiểu này cũng lên được, vừa đóng hàng cũng chốt được vài đơn nhỏ nhỏ. Đây để chuẩn bị đâu đó hết rồi, chờ đơn vị Viettel người ta lên người ta căng thôi các bác à. Căng rồi đưa lên xe vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu mua xem sản phẩm và ủng hộ thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình mà em đang tải lên video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Các bác nào đặt hàng trong ngày nay thì tất cả sản phẩm đã được lên đường rồi nha.